Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đấu tủ điện từ con tủ nguồn này đến cho các tủ con mọi người nhé. Tủ điện này tủ điện công nghiệp, mình đang làm cho công trường mọi người, nên là mình sẽ đấu điện. Mọi người có thể dõi nhé. Giờ mình sẽ ép cốt này. Ép bốn đầu cốt này, bốn cái đầu này, có dây đỏ này, dây vàng này, dây xanh và dây đen. Băng keo lại cho nhìn cho nó, vì nó cũng phải có cái boát nhưng mà mình không có, mình là cuốn băng keo thôi. Giờ mình sẽ đấu vào con ăn 50A mọi người nhé, đấu chung với máy tủ này. Máy nguồn này mình đấu là đỏ, vàng, xanh
và đen mọi người nhé, đen là dây trung tính mọi người nhé. Là đến dây vàng mọi người. Tiếp tục là dây xanh mọi người nhé. Và cuối cùng là dây trung tính, dây đen mọi người. Mình sẽ đấu xuống cầu dây này. Thank you.
Đấy, xong rồi mọi người ạ. Giờ là xong, đấu đấu nguồn cho tủ điện xong rồi mọi người ạ. Giờ mình sẽ đi bật át từ con tủ tổng nha mọi người nhá. Rồi, xin chào mọi người. Nếu mọi người thấy hay, nhớ like, đăng ký và ủng hộ kênh cho mình nhé. Rất cảm ơn mọi người, xin chào. Hôm nay là mùng 2 tháng 9 nhưng mà ngày lễ, nhưng mà bên mình vẫn phải làm mọi người ạ. Chúc mọi người ngày nghỉ vui vẻ nhé. Rất cảm ơn.